Quang Linh xin trân trọng cảm ơn rất nhiều đến quý khán giả đã đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn những người nâng đỡ Quang Lê từ ban đầu vào với nghiệp ca hát, đó là anh Thi, chị Thủy, bác Cô Vân Lai, cùng những người đã luôn luôn giúp đỡ Quang Lê để cho Quang Lê đạt được ước mơ ca hát ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành tình cảm ủng hộ cho ca sĩ Quang Lê. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Quang Lê rất nhiều và xin được thay mặt cho tất cả những anh chị em thực hiện chương trình. Cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ đã tham gia cùng với chúng tôi. Và xin mời tất cả mọi người sẽ cùng ra sân khấu để chào tạm biệt quý vị khán giả. Xin cảm ơn nhà designer Cao Vinh Hiệp đã lo chương trình cho áo quần. Dạ, xin cảm ơn. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đến đây với live show Quang Lê hát trên quê hương. Cảm ơn designer. Và xin chúc quý vị một đêm ngon giấc. Good night everyone.